同学们，大家好，上课啦！今天咱们一起去看足球比赛。好，现在咱们师生一起去看足球啊！今天老师给大家上第八课，课名是足球比赛。这一次足球比赛是我们学校第十一郡后将中学举行一次学生友谊杯足球比赛，大家快来看看哦。本课文的目录有一课文，二生词，三语法，四练习。我们开始第一部分课文。好，请大家一起去看看课文啊。第八课足球比赛课文。这张照片是我们学校的初三队跟初四队足球比赛啊。在一次那个古董运动会，学校组织的那个足球比赛。好，大家往下看。首先请大家听老师念一遍，上星期学校决定举行一次友谊杯足球比赛。参加比赛的是初三队跟初四队，我们班推选黄德参加初三队，初三足球队。他去年参加过友谊杯比赛，比赛已经开始了。旁边一位同学告诉我，两个队水平差不多，今天的比赛一定很精彩。不知道谁输谁赢，我没说什么，但我希望我们初三队赢。我们正说这话，忽然听见后边的人说，快看，好球。这时初三队七号正射门，但是球被守门员抱住了。几分钟后，球又被踢到了初四队的大门附近。我着急地说，初三队十号，快快跑。可是球很快又被初四队六号抢去了。比赛越来越激烈了，观众们都很紧张。上半场我们初三队踢进了一个球，是比赛进行到35分钟的时候被十号黄德踢进的。下半场是最后一分钟，初四队也踢进了一个球，比赛结果是1-1，谁也没有赢。第八课足球比赛。上星期学校决定举行一次友谊杯足球比赛，参加比赛的是初三队跟
初四队。我们推选王德参加初三足球队。他去年参加过友谊杯比赛。比赛已经开始了，旁边一位同学告诉我，两个队水平差不多，今天的比赛一定很精彩，不知道谁输谁赢。我没说什么，但我希望我们初三队赢。我们正说着话，忽然听见后面的人说，快看，好球！这是初三队七号正射门，但球被守门员保住了。几分钟后，球又被射踢到了初四队的大门附近。我着急地说，初三队十号，快，快跑！何时，球很快又被初四队六号抢去了。比赛越来越剧烈了，观众们都很紧张。上半场，我们初三队踢进了一个球，是比赛进行到35分钟的时候，被十号王德踢进的。下半场的最后一分钟，初四队也踢进了一个球，比赛结果是1-1，谁也没有赢。踢斗猛打，tuần trước nhà trường quyết định tổ chức một lần giải cúp hữu nghị bóng đá. Tham gia thi đấu là đội bóng đá của khối lớp 8 và khối lớp 9. Lớp chúng tôi đề cử bạn Hoàng Đức tham gia đội bóng đá của khối 8. Bạn ấy năm ngoái đã tham gia thi đấu qua cúp hữu nghị. Trận đấu đã bắt đầu. Một bạn học ngồi kế bên tôi nói, hai đội này trình độ ngang ngang nhau. Cuộc thi đấu hôm nay nhất định rất là đặc sắc. Không biết trước ai thắng, ai thua. Tôi không nói gì cả, nhưng tôi hy vọng đội khối 8 của chúng tôi sẽ thắng. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe có tiếng nói từ người phía sau. Nhanh! Bóng tốt! Lúc này, số 7 của đội khối 8 đang đá thẳng vào cầu môn. Nhưng bóng đã được thủ môn ôm chặt rồi. Mấy phút sau, bóng lại được đưa tới vùng phần sân của đội khối 9 và chuẩn bị tấn công. Tôi sốt ruột nói, số 10, khối 8, nhanh, chạy nhanh. Nhưng rất nhanh, bóng đã được số 6 của đội khối 9 cướp đi mất. Trận đấu càng lúc càng kịch liệt, khán giả cũng rất là khẩn trương. Hiệp 1, đội khối 8 của chúng tôi đã đá vào một trái. Là ở phút thứ 35 của hiệp 1, số 10 Hoàng Đức đá vào. Sang hiệp 2 và tới phút cuối cùng, đội khối 9 cũng đá vào một quả. Kết quả tỷ số là 1-1, không đội nào thắng cả. Đó là toàn bộ bài thi đấu bóng đá chủ chiếu bị sai, cái nội dung của Khâu Quỳnh.
Các bạn ở nhà cố gắng tập đọc ha. Tập đọc nhiều vào. Đấy, đây là hình ảnh của sách giáo khoa điện tử. Rồi các bạn có thể ở nhà xem rồi chúng ta tập đọc. Đấy, toàn bộ. Rồi sẽ đọc lại một lần ha. 上星期，学校决定举行一次友谊杯足球比赛。 参加比赛的是初三队跟初四队，我们班推选黄德参加初三足球队，他去年参加过友谊杯比赛，比赛已经开始了，旁边一位同学告诉我，两个队水平差不多，今天的比赛一定很精彩。 不知道谁输谁赢，我没说什么，但我希望我们初三队赢。我们正说着话，忽然听见后边的人说：“快看，好球！”这时初三队七号正射门，但是球被守门员抱住了。几分钟后。 球又被踢到了初四队的大门附近，我着急地说：“初四队10号，快快跑！”可是球很快又被初四队6号抢去了，比赛越来越激烈了，观众们都很紧张。 大家往下看，上半场我们初三队踢进了一个球，是比赛进行到35分钟的时候，被10号黄德踢进的下半场的最后1分钟，初师队也踢进了一个球，比赛结果是1比1。 谁也没有赢。好，上半场 là hiệp một, 下半场 là hiệp hai. Các bạn chú ý ha. 初三队, 初四队. Tí nữa lão sư sẽ giải thích ở phần chú thích. Chú san là gì, chú sư là gì ha. Các bạn về cố gắng tập đọc. Cho thật tốt. Họ, mình qua đi ở bộ phận sinh chữ. Phần này là duyên, chúng ta phải phát âm là duyên chứ không đọc là soạn, là xuyển, thuy xuyển, chư niên, cao su, su không có dấu nhưng mà đọc nhanh gọn ha, cao su. Sùi phiển, phiển chúng ta phải ngậm môi lại ha. Chúng ta ngậm môi lại, chúng ta phát âm đẩy hơi ra. Sùi, uống lưỡi, sùi phiển. Chiến chải, chải phát âm ở đầu lưỡi. Chải, uống lưỡi lên. Sư, sư. Diễn, phát âm trong họng. Diễn. Trọng. 忽然射门守门员爆越来越激烈观众紧张
好，来一下。友谊杯推选去年高数水平精彩输赢正忽然射门守门员爆越来越激烈，观众紧张。友谊杯推选去年高数水平精彩输赢。正忽然射门，守门员抱，越来越剧烈，观众紧张。友谊杯là cúp hữu nghị, tức là thi đấu giao hữu. Thuy xuyền là đề cử, tiến cử. Chuyên nén là năm ngoái. Năm nay thì gọi là chín nén, năm sau thì gọi là miễn nén. Cao su nói cho biết, bảo cho biết. Xùy phiển là trình độ. Chiến trải là đặc sắc, hay. Su thua diễn thắng. Thì khi các bạn viết từ mới, cái từ diễn này các bạn chú ý giùm ha. Thì cái từ diễn này ở trên đó thì nó chia cái cấu tạo của cái chữ này, nó chia ra từ trên xuống dưới á, thì là ba phần ha, ba phần. Phần trên là một chữ quảng, ở giữa là chữ khẩu, ở dưới thì gồm có ba chữ, bên phải bên trái là chữ yue, ở giữa là chữ pay, và chữ bên trái, chữ nhỏ nhỏ bên bên phải nó là chữ phản, phản ha, phản. Rồi, chú ý à, cái chữ 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 là nó là chế cấu chữ sự sang xa chế cấu, sang cái bộ phận sang bên, truy sang bên là nó là cái quảng chữ, ở trung gian là cái khẩu chữ. À,下边呢比较大一点呢，就分成左右三个字哈。那个左边的那个是月字，中间的那个贝字，还有那右边的那个凡字哈，平凡的凡字哈，大家要慢慢练习写哈。唐，这个字呢也是没有简体繁体哈，只有一个字哈。正，是吧？当，忽然là bỗng nhiên, sơ mẩn sút tức là đá thẳng vào cái khung thành đó, cầu môn sút. Rồi, sù mẩn duyển là thủ môn, là người giữ khung thành đó, bao là ôm bắt lấy. Yue lai yue càng lúc càng, càng ngày càng, chi lệ là soi nổi, quyết liệt. Thi đấu rất là khẩn trương ha, rất là kịch liệt. Quan trọng, những người xem bóng đá thì người ta gọi là khán giả đó, người xem. Chỉnh trang là hồi hộp, căng thẳng, khẩn trương, rất là kịch tính. Đấy, đó là toàn bộ 17 từ mới. Ha, còn một cái danh từ riêng nữa. Đây, còn lại từ số 18 ở trang sau các bạn chú ý ha. Tràng là một trận. Sang ban chẳng là hiệp 1, xa ban chẳng là hiệp 2 ha. Sang ban chẳng, xa ban chẳng, chẳng là trận. Hoàng tử là hoàng đức. À, thì xin hoàng đó ha. Thì ở miền Bắc á, thì đa số là họ hoàng. Còn ở miền Nam á, thì gọi là họ huỳnh. À, họ huỳnh. À, Hoàng Đức hay là Quỳnh Đức. Vì lão sư nhớ vào những cái thập niên 90 á, tức là thế kỷ trước á, 9X á, những cái thời đó đó, thì
Có một cầu thủ mà cũng mang áo số 10 rất là nổi tiếng, Lê Huỳnh Đức. Huỳnh Đức, khoảng ở là Huỳnh Đức, cầu thủ của đội công an thành phố thì đá cũng rất hay. Đấy, thì gọi là Lê Huỳnh Đức số 10, là Khoảng Tở, ở ngoài miền Bắc thì là dịch là Hoàng Đức, họ Hoàng tên Đức. Đấy, các bạn cố gắng về tập đọc ha, rồi viết từ mới. Tao sẽ nói tiếp cái phần chú thích. Chú sư. Ta chuyên nền tham gia qua dầu y bê bì sai. Năm ngoái, bạn ấy từng tham gia thi đấu tranh cúp hữu nghị. Dầu y bê bì sai là tranh cúp hữu nghị. Tham gia qua đã từng tham gia. Ta là bạn ấy. Chuyên nền là năm ngoái. Câu này phải dịch như thế ha. Bì sai chế quả sư y bì y. Bì sai chế quả là kết quả trận đấu. Sư là y bì y là một một. Rồi, cái phần này lão sư nói là chú san là lớp 8, chú sư là lớp 9. Chú san tuy là đội của khối lớp 8, chú sư tuy là đội của khối lớp 9. Vì nước ta Bộ Giáo dục quy định là tiểu học học 5 năm, trung học cơ sở thì 4 năm, trung học phổ thông thì 3 năm, cho nên là tiểu học ha chỉ có 5 lớp, thì tới trung học cơ sở thì 4 lớp, cho nên là chu trung y là lớp 6, chu trung ơ là lớp 7, chu trung san là lớp 8, chu trung sư là lớp 9. Nhưng mà ở một số quốc gia khác á, thì tiểu học của họ là có 6 lớp, y nén tao lưu nén sư xào xuế. Rồi trung học cơ sở họ chỉ có 3 lớp thôi, thì bắt đầu giống như ta là chúng ta bắt đầu từ lớp 7 á, thì họ gọi là chú dí. Rồi lớp 8 thì họ gọi là chú ơ, lớp 9 thì họ gọi là chú san. Rồi lớp 10 thì gọi là cao trung dí, cao dí, cao trung ơ là lớp 11, cao cao san tức là cao trung san là lớp 10, 12 đó. Thì tùy theo mỗi quốc gia nó có sắp xếp ở các cái cấp học khác nhau một chút, cho nên ở Việt Nam chúng ta thì có chú san chú sư, ở một số quốc gia khác tiểu học thì nó học 6 lớp, xiao xuế niu nén chỉ chứ mới có chú sư ha, để chú ý. Hola, chia sẻ lại sư, chúng ta sẽ hồi đáp vấn đề. Đại gia yào bả nè cơ quân niên qua chỉ biên, chai có gì hồi đáp vấn đề. Vấn đề 1, A. 上星期学校举行了什么比赛? À, cái này có niên qua cái cơ quân ha. Chúng ta rất dễ dàng có thể trả lời cái vấn đề ha. Sang xin chi, xuế xào chủ xính là ý sư dầu y bê chủ chiếu bị xa. Thế gian cho khởi gì đó. Ờ, bì. Nì mất ban thuy xuyển xuế tham gia chủ chiếu tuy. À, vô mân ban thuy xuyển Hoàng Tở tham gia chú sàn chủ chiếu tuy. Đại gia yào加上那个初三哈，初三的快乐单哈，三七，哪个队跟哪个队比赛？就是哪一队跟哪一队比赛？đội nào thi đấu với đội nào？初三队跟初四队比赛就可以了，đội bóng đá của khối 8 thi đấu với đội bóng đá của khối 9. Sư tí. Bì sai chinh xính tớ chẩn mơ yàng. Bì sai chinh xính tớ yue lái yue chi liê. Rất là kịch liệt, rất là đặc kịch tính.
五，一，比赛结果怎么样？结果 ，thi đấu là như thế nào？ 比赛结果是一比一，谁也没有赢。là một một, không có đội nào, đội nào thắng cả。Nếu là tranh cúp giao hữu, đá giao hữu hoặc là đá giao lưu thì hòa cũng không sao, hai đội đều có phần thưởng, hai đội đều được khen thưởng. Nhưng mà tranh giải thì đôi lúc chúng ta phải có một đội thắng, thì sau khi chúng ta đá hết hai hiệp, tức là hai trận đấu, thì chúng ta có thể có những cái trận đấu phụ nữa. Thì mình đá luôn những cái trận đấu phụ, những cái hiệp phụ, rồi mỗi hiệp có 15 phút, phải đá thêm nửa tiếng nữa, hai hiệp phụ nữa, mà cũng không có tỷ số nữa, tức là hòa hoặc là 0-0 hoặc là 1-1, 2-2, 3-3 gì đó, thì phút chót là phải chọn ra một đội thắng. Thì chúng ta sẽ gọi là đá luân lưu 11 mét. 如果要有一队赢的话，就90分钟，没有结果，再加上那个复场啊，半个小时也没有结果，要轮流踢11米自由球啊 ，11 米打自由，好了，打轮流啊，别浪费。大家注意老师的吩咐哈。一，学完第八课的课文足球比赛后，大家在家里要记得抄写和翻译课文啊，chép và phiên dịch bài khóa。第二，大家要记得写生词，记生词、背生词，可以懂得运动生词造句。啊，các bạn phải viết từ mới, nhớ từ mới, đọc được từ mới và biết vận dụng từ mới để đặt câu, đó mới là quan trọng. 三, 看语法, 大家在家里有时间就看看, 先看看语法哈。要等到那个星期五的时候，老师讲语法的时候，大家就比较容易接受哈。để các bạn xem trước ngữ pháp, tới thứ sáu là sư giảng ngữ pháp thì các bạn có thể tiếp thu cho nó dễ hơn một chút. Sự chuẩn bị lên sĩ phần số 4, các bạn phải chuẩn bị bài tập trước ở nhà ha. Tới trường lên lớp thì lão sư nói tới bài tập nào thì các bạn không bị bỡ ngỡ, có dễ hình dung hơn. Cái quan trọng nữa nè, lão sư dặn dò nha, lão sư chủ yếu là phân khu sư. 下星期五上午2021年11月5日同学们要做一个期中测验45分钟从8点15分到9点。có nghĩa là thứ sáu tuần sau ngày 5 tháng 11 2021, các bạn học sinh lớp 8 sẽ làm một bài kiểm tra giữa kỳ, thời lượng là 45 phút từ 8:15 cho đến 9:00 sáng ha. 同学们记得在家多多复习一下，而从第一课到第八课，nội dung ôn tập thì các bạn ở nhà ôn tập nhiều một chút từ bài số 1 đến bài số 8, đừng quên nhé các bạn. Hola. 课就上完了，吩咐也就说了，但是课外老师想跟同学们谈一谈。目前
我们还在家防疫，同学们除了在家学习以外，都没有到外面走走，大家在家也要做点活动活动啊。Hiện tại trước mắt là chúng ta còn đang phòng dịch ở nhà, tất cả các em học sinh còn đang học tập trực tuyến ở nhà, cũng không có đi ra ngoài hoạt động, cho nên các bạn ngoài cái việc học tập ra, các bạn ở nhà cũng cố gắng tìm những cái không gian nhỏ nhỏ, chúng ta có thể là lên sân thượng hoặc là ra những cái phòng trống trống, chúng ta cũng phải vận động một chút để cho nó xương cốt, tay chân cho nó khỏe khỏe một chút ha. Đừng có cứ ngồi hoài coi chừng cái cột sống hoặc là những cái khớp gối, khớp chân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đấy. Thì các bạn nếu mà có điều kiện hoặc là nhà nào có sân vườn, có sân thượng to thì các bạn cố gắng vận động, nhưng mà vận động vừa vừa thôi, tại vì trong nhà thì cái phạm vi nó nhỏ ha. Sức khỏe của chúng ta là đến từ vận động, đến từ chơi thể thao. Chúng ta có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta có một cái khả năng miễn dịch cũng tốt. Cho nên các bạn cố gắng vận động nhiều một chút ha.在一些国家就是很重视那个学生们的体能活动啊。这张照片就是在一个学校的体育课堂中啊。而某些国家nhà trường rất coi trọng cái sự vận động cũng như là những cái hoạt động thể chất của học sinh đó. Đây là một cái giờ thể dục của các em học sinh. Ở một số quốc gia thì buổi sáng họ học chương trình chính khóa, buổi chiều thì họ sau khi ăn cơm bán trú ở trường xong thì nghỉ ngơi tới khoảng 2 giờ chiều thì họ ra ngoài sân vận động, thì tham gia các cái hoạt động thể chất, ví dụ như là có những bạn nào thích đá banh, bóng đá hoặc là bóng rổ, hoặc là những cái bộ môn khác, thì hoặc là những cái hoạt động như là văn nghệ, mỹ thuật vân vân, thì buổi chiều họ lại không trực tiếp ở trên lớp lên lớp, họ sẽ tới các cái phòng chức năng hoặc là những cái nơi sân vận động, họ tham gia các cái hoạt động ngoài trời cũng như là hoạt động năng khiếu vân vân. Thì đó là một số quốc gia người ta rất coi trọng những cái văn thể mỹ. Thì tham gia hoạt động giờ nam nữ bất phân, tham gia các cái hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động thể chất thì nam nữ không có phân biệt nam nữ, rồi các bạn thấy ha, nam cũng có thể tham gia được, nữ cũng có thể tham gia được, thích quan trọng là thích xì hoạn chứ khởi gì là nam nữ bất phân, chủ yếu xì hoạn chứ khởi gì. Hào lạc. Đào lờ tiê xuế chi. Yào sư thống xuế mân khở yì đào xuế xeo sáng khơ đào hoa. Thống xuế mân chi tờ tố tẻn ơ chán gia thị nâng hóa tông. Nếu như thành phố chúng ta kiểm soát hoặc là đẩy lùi bệnh dịch sang năm tới 2022 thì các bạn được đến trường để đi học, thì các bạn nhớ ngoài những cái giờ học chính khóa trên lớp thì chúng ta các bạn cố gắng tham gia những cái hoạt động thể chất ha. Ở trường của chúng ta cũng có tổ chức một số cái hoạt động thể chất như chú chiếu, lán chiếu, sầu chiếu, thái chiếu, ping pong chiếu, dù máu chiếu, thiển chiến, bá hở, thuy bạc, một số các hoạt động thể chất sau giờ học ở trường Hậu Giang chúng ta cũng có tổ chức như là bóng đá, bóng rổ,
bóng ném, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, kéo co, đẩy gậy, vân vân. Ta cha có thể chào ý chào xem thì ý lão sư khăn khăn dù xin chư tuy nả ý cái sáng mô dù xin chư của mình chưa tương trị chư xế xí chăn chà hoài hoài ha. Hoạt động hoạt động chư tuy sân thị hẳn yếu hảo chú. Của mình xế xào mỹ xế nền à 都有组织，浮动运动会的学生足球比赛，到时大家记得参加，鼓励鼓励哈。hàng năm thì nhà trường của chúng ta cũng có tổ chức giải bóng đá học sinh của hội khỏe phù đồng, tới lúc đó thì các bạn nhớ tham gia và cổ động nha. Thì mỗi năm á, thì thông thường á, thì tổ chức vào khoảng tháng 10 để cái giải hội khỏe phù đổng bắt đầu và kết thúc vào đầu tháng 11 hoặc là giữa tháng 11, và có những cái giải chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vân vân. Thì năm nay do tình hình dịch bệnh chúng ta đi học tại nhà thì chúng ta không có vào trường được, thành ra là tất cả các hoạt động cũng hạn chế. Hy vọng là học kỳ 2 chúng ta sẽ có những cái hoạt động thể chất sôi nổi hơn. Tới trường đó các em nhớ cố gắng tham gia và cổ vũ nhiệt tình. À, 这是守门，那个球门，准备踢11米自由球。Kết quả thì không có đội nào thắng, bây giờ chuẩn bị đá luân lưu. Rồi, chúng ta sẽ đá ở chấm penalty. Cách khung thành, cái vạch ngang của khung thành là 11m. Một cầu thủ trực tiếp đá và một thủ môn trực tiếp bắt. Người ta gọi là 11m đá tự do. Có bạn nào muốn vào đây đá không ạ? Để xem coi đội nào thắng nha. Hảo la, 足球比赛结束啦, 我们的课堂也要结束啦. Rồi, sau khi đá xong 11m thì kết quả thi đấu bóng đá cũng kết thúc rồi, thì giờ lên lớp của chúng ta cũng kết thúc thôi. Oh, 下课了，谢谢同学们的观看，再见。 好，拜拜。记得做练习啊，同学们。好，再见。